giết hai vợ chồng người tình, một ông bị tòa Sài Gòn tuyên án tử hình. Bực tức vì người tình che giấu việc đang chung sống với chồng, một ông quê tỉnh Cà Mau đến tận nhà giết chết cả hai vợ chồng. Hôm 4 tháng Giêng, Tòa án Nhân dân ở Sài Gòn đã tuyên phạt bị cáo Quách Hào Quang, 42 tuổi, quê tỉnh Cà Mau, mất án tử hình về tội giết người. Báo Dân Trí dẫn cáo trạng cho hai anh NHH và chị HTM là vợ chồng ghi danh kết hôn từ năm 2003 và sống chung tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, Sài Gòn. Năm 2019, chị M. nói đã ly hôn chồng và quan hệ tình cảm với ông Quách Hào Quang. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, ông này phát hiện chị M. chưa ly hôn vẫn đang sống chung với chồng. Tối 9 tháng 10, 2021, ông Quang nhiều lần gọi điện thoại nhưng chị M. không nghe máy. Bất tức ông quang giấu dao trong người đi đến sông vào nhà nhưng bị vợ chồng chị mờ đẩy ra ngoài. liền sau đó ông quang rút dao đâm vợ chồng chị mờ nhiều nhát khiến họ bỏ chạy vào trong bếp. chồng chị mờ giữa con dao chống trả nhưng bị hung thủ giằng lại tiếp tục truy đuổi rồi chém nhiều nhát khiến các nạn nhân gục tại chỗ. lúc này một số thanh niên đi đến can ngăn kéo nạn nhân ra nhưng ông quang đóng cửa cổng. sau đó công an đến hiện trường bắt giữ đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng vợ chồng chị mờ đã thiệt mạng. Tại tòa, bị cáo quan khai trong quá trình quen nhau, chị mờ lừa dối và mượn 300 triệu đồng không trả nên bị cáo đến nhà nói chuyện đòi nợ. Tuy nhiên, bị cáo không có chứng cứ chứng minh về việc cho nạn nhân mượn tiền. Trước khi xảy ra vụ án, bị cáo nhiều lần hăm dọa sẽ giết mọi người trong gia đình tôi, con gái bị hại nói. Đại diện gia đình nạn nhân cũng yêu cầu bị cáo bồi thường 2 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Quang gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, giết người đến cùng với tính chất côn đồ, nên cần áp dụng mức án cao nhất. Trong lúc điều tra, xét xử, bị cáo Quang không đưa ra căn cứ nào chứng minh việc nạn nhân mượn tiền. Do đó, tòa xác định động cơ của bị cáo xuất phát mâu thuẫn từ mối quan hệ bất chính với nạn nhân, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 2 tỷ đồng tiền tổn thất tinh thần, mai táng, cấp dưỡng.